kêu lên. Mày quay kèm tối. Kèm khói cái gì? Rồi đi cho mát rồi, đúng rồi, cho mát này là khói lạnh chứ không phải là khói nóng. Khói lạnh. Anh hai có ăn không? Tính thiệt rồi thôi. Trời ơi. Không nhận khói nữa. Sao khói dữ vậy ta? Ở dưới đó mới có mấy cái bánh. Trời ơi, mấy cái bánh nó cũng bị khói. Nó sao nó sủi bọt gì vậy? Nó không có sủi bọt. Khói đó. Ủa cái này cái gì vậy? Sao nó sủi bọt quá trời vậy? Hả? Ờ, ở trong nó sôi luôn ha. Ở dưới nó sôi nè, nó sôi thường trục. Món này món kem khói ở chùa Lá Sen, Đồng Tháp. Đặc sản kem khói. Ở trên này vậy, ở dưới sao? Ở dưới nó sôi kìa. Ồ. Ồ, thưa rồi. Ủa cái này nó cũng bốc. Cái này sao cũng bốc khói luôn vậy? Hay ha. Hả? Ừ. Thương rồi. Ừ. Ngồi ơi, dễ dễ.